Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cây tai thỏ đỉnh cao. Đó là cây tai thỏ má vàng. Đây là một cây tai thỏ mà lúc trước là nổi đình nổi đám, có nghĩa là giá trị rất là cao. Một thân mà mình bán trên thị trường nó thường lúc đó là đã khoảng tầm 4-5 triệu một thân như vậy. Một thân có thể là xấu hơn nữa. Thì những cái thân tai thỏ này, những cây tai thỏ này bây giờ giá nó rất bình dân. Tại vì nó cũng đã trồng được một thời gian rồi thì nó đã nhiều giống hơn. Thì hiện tại giờ bên công ty mình có khoảng là 3 cây. Hôm nay Mai Huy xin giới thiệu bạn một giò tai thỏ đang có bông. Thì các bạn thấy là cái lưỡi nó rất là đẹp, bành to ra. Trong tất cả các cây lan mình bán thì mình thấy là cái đây là cái lưỡi to nhất. Lúc trước các bạn nào mà đã chơi trắng má vàng thì biết cái lưỡi nó cũng bành to, nhưng mà cái lưỡi này nó sẽ bự gấp rưỡi những cái lưỡi má vàng mà bành to lúc trước. Và đặc biệt đây là cây tai thỏ nên các bạn thấy là hai tay dựng đứng lên, và cây này dựng giống như dòng kinh, có nghĩa là dựng rất là cao sang, như là hai cái vòi vậy đó. Thì và thêm một cái đặc biệt nữa là cây này có chớp nha các bạn. Trên cánh bông các bạn thấy là có chớp, cánh nào nó cũng có chớp hết đó. Thì cái cây tai thỏ này là bông khổng lồ, thì bông cực to luôn. Các bạn thấy những cái bông sầu đó không, cực to luôn, nở càng to đây đó, nở to khổng lồ. Ở ngay cái đầu nhị này nó có thêm màu, những cái gạch màu đỏ nữa, rất là đẹp. Thì là đây là những cái cây, những cái bông tai thỏ thì mình thấy là quá hớp, đẹp quá, bông đạt đỉnh cao, bông to. Và cây đặc biệt đây là cây đột biến của từ tai thỏ ra. Các bạn thấy là đây thân của nó là tai thỏ hoàn toàn, nó là giống như cái tai thỏ hồng các bạn, hoàn toàn tất cả cái này là thân tai thỏ hết. Và các bạn đã trồng tai thỏ biết rồi là nó phát triển kinh khủng, nhanh là tốt và xuyên bông lắm, đẹp lắm. Nó chỉ có một cái là các bạn phải chú ý là phải tưới tháng Thư khi mà cây nó đẹp, chị tháng Thư các bạn, thì nếu không là nó sẽ bị một cái tình trạng là lá sẽ bị rỗ đen, là nó sẽ hư luôn nguyên cái giò này, rất là uổng. Thì cái giò tai thỏ này, cây tai thỏ này tuy là đột biến nhưng mà lại thân lá phát triển rất là tốt, chứ không phải như một số cây khác là đột biến nhưng mà thường nó khó chịu lắm. Thì cây này đột biến nhưng mà nó lại rất là dễ chịu các bạn ha. Đó, thì thân lá khỏe đẹp, nhảy chồi mầm mạnh, không có bị hư hỏng gì hết. Và đặc biệt là hoa tuyệt vời. Đây là những cái cây hoa mà nó đã xây hướng nắng. Để các bạn chú ý nha, cái giò tai thỏ này các bạn thấy cái bông nó nhảy tùm lum hết. Thực là do là nắng người ta xây tùm lum. Nếu các bạn trồng mà nó đi về một phía thì nó sẽ đều đẹp như là cái cây bông này. Đó, ví dụ như giờ đây, ví dụ chúng ta đủ một hướng nắng thì cái bông nó sẽ dựng hơn. Và đặc biệt nữa là giò bông này nó mới nở thôi nên là cái định hình của nó là chưa có, nên cái giò bông này nếu mà nó nở cỡ tầm 1-2 tuần nữa thôi thì rất là đẹp. Và một cái đặc tính của những cái cây đen nắng đó là rất là lâu tàn. Những cái tai thỏ như vậy bông có thể 3 tháng mới tàn các bạn. Bông nó sẽ mỗi ngày lúc nó gần tàn nó sẽ bay màu đi thôi, nhưng mà thực sự mỗi cái là nó còn cứ vậy trên bông hoài. Đó, thì các bạn thấy là rất là tuyệt vời cho chơi những cây dọc tai thỏ xưa vậy. Và cây này rất là xuyên bông nha các bạn, nó chỉ thấp là có bông. Các bạn thấy là cái cây cũ của nó đã thấp vậy thôi thì nó đã có 2 giò bông cũ rồi. Thì những cái cây to như vậy là bông sau này sẽ rất là nhiều. Thì hiện tại công ty có khoảng có 3 giò về để xuất hàng. Thì chúng ta hãy mua, nhanh tay mua. Và một giò như vậy thì giá rất là bình dân. Thì chúng ta hãy xem giá trên website, và ngoài công ty mình có nhắn cái đường link để các bạn xem giá các bạn ha. Thì giá các bạn sẽ dễ dàng thôi, không phải đắt như hồi xưa nữa. Và bên công ty mình bán cái này thì hiện tại đang bán hàng giò, sau này nếu mà có nhiều thân hơn thì có thể bán hàng thân, nhưng hiện tại là website đăng thế nào thì sẽ bán như thế đó. Mong rằng chúng ta hãy chọn lựa những cái cây tai thỏ đẹp, đột biến, quý hiếm như mình giới thiệu. Mai Huy xin cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào các bạn.